biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm. Kính thưa Quốc hội, tôi xin phép Quốc hội được thay mặt Quốc hội gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bó hoa tươi thắm cùng với lời cảm ơn chân thành và những tình cảm tốt đẹp nhất. Xin mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đi Việt Nam chỉ đề cập đến người đứng đầu chính phủ thôi. Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam làm cũng nhiều cái điều tốt, góp phần vào thành tựu chung. Vâng. Nhưng mà cũng có những cái là chưa tốt. Rồi, là một người mà đứng đầu chính phủ trong hai nhiệm kỳ vừa qua, hôm nay là ngày cuối cùng. Ba vị đấy thì chúng cảm thấy như thế nào ạ? À?